Người phụ nữ có bốn con gái trùng ngày sinh. Người phụ nữ tên Christine Lemert, sống tại Nam Carolina, Mỹ, đã sinh bốn người con gái trong vòng 9 năm và điều đặc biệt là tất cả các bé đều chào đời vào ngày 25 tháng 8. Câu chuyện bắt đầu thu hút sự chú ý khi Lemert sinh bé út Valentina sớm hơn dự kiến một tháng. Cũng vào ngày 25 tháng 8 trùng với sinh nhật của ba cô con gái còn lại là Sophia, 9 tuổi, Juliana, 6 tuổi và Mia, 2 tuổi. Cô chia sẻ dự định sinh bé Valentina là vào ngày 25 tháng 9 và cô chắc chắn rằng không thể có sự trùng lập thứ tư nào xuất hiện. Tuy nhiên bất ngờ lại đến vào ngày 23 tháng 8, khi đang làm việc cô đột nhiên bị mờ mắt và sau khi đến bệnh viện kiểm tra thì được bác sĩ cho lời khuyên là phải sinh con ngay để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Vào sáng ngày 25 tháng 8, Valentina chào đời với cân nặng 2,6 kg và được bệnh viện tổ chức cho một buổi tiệc sinh nhật nhỏ trang trí bằng bóng bay tại phòng bệnh để chúc mừng sinh nhật lần lượt cho cả bốn chị em. Christine Lemert và chồng cho biết cả hai chưa từng lên kế hoạch cho sự trùng hợp này. Ngoài Sophia thì cả ba bé còn lại đều chào đời sớm hơn ngày dự sinh và tất cả đều được sinh thường. Các bác sĩ khoa sản tại bệnh viện nơi Lemmer sinh con cũng chia sẻ, việc các em bé được sinh ra trùng ngày sinh đến tận 4 lần là điều không hề phổ biến, kể cả có tính toán thời gian cũng không khả thi. Họ gọi đây là một sự trùng hợp kỳ lạ. Những người lau chùi tượng Phật bằng đồng cao nhất thế giới Tại chùa Ushiku tỉnh Ibaraki, Nhật Bản, có tượng Phật bằng đồng cao nhất thế giới. Đây là tòa nhà hình người lớn nhất thế giới với tổng chiều cao 120m, được ghi vào sách kỷ lục Guinness, nơi đây được người dân và khách du lịch khắp nơi trên thế giới đến tham quan và thờ cúng. Tuy nhiên điều đặc biệt tại ngôi đền này đó chính là tượng Phật bằng đồng cao nhất thế giới và cách lau chùi để giữ độ trang nghiêm và sạch sẽ cho tượng. Mỗi khi lau dọn, hai nhân viên vệ sinh sẽ mang theo túi đồ nghề khoảng 150kg bao gồm cả dây an toàn và máy phun nước có khoảng 100kg lít nước. Người thực hiện nhiệm vụ này đó chính là ông Kazuyoshi Taguchi 54 tuổi và Kazumi Minowa 51 tuổi. Các ông cho biết đây là một công việc rất đặc thù. Hai người sẽ dùng máy phun nước áp lực cao để thổi bay bụi bặm, chất thải chim muông khỏi bề mặt tượng Phật Ushiku. Từ đỉnh tượng, Taguchi và Minowa đu dây dần xuống 480 lọn tóc, tẩy rửa sạch sẽ từng lọn mỗi lọn rộng khoảng 1 mét thế nên phải mất rất nhiều thời gian. Trước khi đu xuống phần tai, các nhân viên sẽ thổi bay lớp bụi bặm tích tụ một năm trong phần vành và dùng bàn chải để trà sạch bụi bẩn bám trên tượng. Công đoạn này phải được thực hiện cẩn thận, không được quá tay vì nếu trà sát quá nhiều, chất liệu đồng sẽ chuyển đen nên chỉ được dùng nước và không dùng chất tẩy rửa. Ông Taguchi và Minowa chia sẻ từng gặp nhiều khó khăn trong những lần đầu làm công việc này khi đối diện với những cơn gió rất mạnh và khiến họ quay vòng trên không. Trường mẫu giáo cải tạo thành viện dưỡng lão ở Trung Quốc các trường mẫu giáo tư thục ở nhiều thành phố Trung Quốc đã được cải tạo trở thành viện trưởng lão, thu hút sự chú ý đông đảo từ báo chí. Trước tình hình đất nước đang phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số, nhà nước đã tập trung cải thiện các hệ thống trường mẫu giáo công lập. Từ chất lượng giáo viên đến cơ sở vật chất đều đã trở nên vượt trội so với các trường tư. Và hiện tại, các trường mẫu giáo tư thục đã trở thành viện dưỡng lão cho các cụ già. Bà Duang Yanfang, 56 tuổi, từng là hiệu trưởng của trường mẫu giáo tư thục ở Chiết Giang, giờ đây bà đã trở thành người quản ca cho các cụ già hát khu nhà và sân chơi từng nhộn nhịp tiếng trẻ con giờ là nơi sinh hoạt của những người cao tuổi trường của bà duang ở chiết giang không phải ví dụ duy nhất nhiều trường mẫu giáo ở hàng loạt thành phố cũng đang thử nghiệm mô hình này để cung cấp dịch vụ chăm sóc cho cư dân cao tuổi ở địa phương trong đó có thâm quyến thái nguyên tế nam ngoài chuyển đổi trực tiếp thành viện dưỡng lão một số trường mẫu giáo tư và các trung tâm dịch vụ cộng đồng trên khắp trung quốc cũng đang tìm cách tiếp cận mới để chăm sóc cả trẻ em lẫn người già, cung cấp giải pháp hiệu quả cho hai thách thức lớn nhất của các cặp vợ chồng bận rộn với công việc. Nhà hàng dành cho thực khách chỉ muốn dùng bữa một mình Một nhà hàng tại Mỹ vừa ra mắt với mô hình kinh doanh vô cùng đặc biệt và mới lạ, đó chính là phục vụ riêng những thực khách chỉ muốn dùng bữa một mình. Nhà hàng Open Table tại Mỹ cho biết số lượng đặt chỗ cho bàn một người đã tăng 30% trong hai năm qua và xu hướng này đang được lan rộng tại các nước như Anh, Đức, Nhật Bản. Chị Deborah Su, giám đốc điều hành của Open Table cho biết, khi thực khách ăn một mình sẽ có thể tự do lựa chọn món ăn và tận hưởng dịch vụ tốt hơn. Nắm bắt xu hướng này, nhiều nhà hàng đã điều chỉnh không gian và thực đơn với các bàn ngồi và khẩu phần phù hợp với một người. Điều này nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng gia tăng của những khách hàng thích ăn uống một mình. Khách đã từng sử dụng dịch vụ tại Open Table chia sẻ, dù đã kết hôn và có nhiều bạn bè, nhưng chị Parisa Imanirat vẫn dành một, hai lần mỗi tuần để ăn tối một mình. Imanirat cho biết cô thích những buổi tụ tập với bạn bè, nhưng cũng muốn dành thời gian riêng cho bản thân, thưởng thức một bữa ăn ngon trong yên tĩnh. Sở thích bất ngờ của cụ bà sống thọ nhất thế giới Cụ bà Tomiko Tuka, 116 tuổi, sống tại Viện Dưỡng Lão của thành phố Asia, miền Tây Nhật Bản. Tuy cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm và biến cố nhưng chưa bao giờ bà ngừng đam mê các hoạt động thể chất. Khi còn trẻ bà là một cầu thủ bóng truyền. Đến khi về già bà duy trì sở thích vận động thường xuyên và có sở thích đặc biệt với bộ môn leo núi. Cụ bà Tuka hiện đang là ứng cử viên cho danh hiệu người cao tuổi nhất thế giới. Mới đây bà vừa mừng sinh nhật tuổi 116 của mình tại viện dưỡng lão Asia và được đích thân thị trưởng của thành phố đến tặng hoa và chúc mừng. Sở thích leo núi của cụ bắt đầu sau khi chồng qua đời, bà ca đã sống một mình tại quê chồng ở tỉnh Nara trong 10 năm và trong khoảng thời gian này bà thường xuyên leo núi tản bộ, bao gồm cả núi Nijo. Cụ bà Tuka đã đạt được những cột mốc to lớn đánh dấu tên tuổi của mình khiến ai cũng phải thán phục. Ở tuổi 73 bà vẫn thường xuyên leo núi và hai lần chinh phục núi Ontake cao bảy m ở Nhật Bản. Ở tuổi 80 cụ đã hai lần tham gia cuộc hành hương Osaka đến 33 ngôi đền. Và ở độ tuổi 100 cụ vẫn có thể leo lên những bậc đá dài của đền Asia mà không cần chống gậy.